Quý vị có thể thấy đây là công viên 36 hectare. Phía bên tay phải màn hình là phân khu có tên gọi The Beverly. Vị trí của Beverly được gọi là trung tâm nhất của dự án. Với tầm view bao trọn miền xanh ngút ngàn của đại công viên 36 hectare, giống như là lá thổi xanh kỳ diệu của đại đô thị Vinhomes Grand Park. The Beverly được lấy cảm hứng từ nơi sinh sống lý tưởng của giới thượng lưu Mỹ. Thiết kế đẳng cấp vượt trội với phong cách resort nghỉ dưỡng, Beverly sở hữu những đẳng cấp mà chỉ duy nhất nơi đây mới có được. Thứ nhất, đó là 9 tòa tháp tiêu chuẩn Ruby và 1 tòa tháp tiêu chuẩn Diamond. Tòa Empire và Empire được thiết kế với sự face ngoài sang cao cấp, được ví là biểu tượng của cái phân khu này. Riêng 3 Club, cư dân thư giãn và relax. Và chúng ta hãy tưởng tượng cái khung cảnh cực kỳ là sang chảnh tại đây. Đó là phòng Kid Corner, yoga và các hoạt động khác đầy đủ tại khu vực Beverly này. Kính thưa các cô chú và quý anh chị, thì The Beverly sở hữu Vinhomes Grand Park này. Thông tin tiếp theo đây là những thông tin mà chủ đầu tư dự kiến sẽ ra mắt. Đó là thời gian dự kiến mở bán vào tầm tháng 8 năm 2021 và ký hợp đồng mua bán cũng là tháng 8 năm 2021. Tòa sang chảnh nhất của cái khu vực này mang tên tòa The Empire, thì giá của nó rơi vào tầm khoảng 110-120 triệu trên một mét vuông. Giá của chính tòa còn lại rơi vào tầm khoảng 75-90 triệu trên một mét vuông. Ở đây 50, 80 và 120 mét vuông, tương ứng 1 phòng ngủ, 2 phòng và 3 phòng ngủ. Tiêu chuẩn bàn giao thì tổng tòa còn lại bàn giao theo tiêu chuẩn Ruby như Vinhomes Central Park. Quý vị nào quan tâm và muốn sở hữu ngôi nhà thứ hai của mình tại cái dự án Vinhomes Central Park, phân khu siêu sang chảnh này, thì liên hệ quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh, tiếp tục đồng hành với quý vị những sản phẩm đầu tư trong thời gian tới. Đừng quên là để lại một like và theo dõi những thông tin về dự án mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.